Rồi, ok chào bạn, chúng ta trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục về ngọc rồng nhá. Bữa nay thì mình sẽ đi đổi lại cái nội tại cũ mình đi. Trước là mình đổi sang nội tại này này là để đi đánh sát thủ hít thôi. Và hôm nay thì mình đã hoàn thành xong mục tiêu của mình rồi và mình nghĩ đến lúc mình phải quay trở lại cái nội tại cũ ấy để kết hợp với sách các lót này này. Cái thằng có thằng Namek nó có skill đẹp thế nhở? Nó có cải trang đẹp đấy. Tất cả là hôm nay mình cũng có dành thời gian ra để mình đi tìm hiểu những cái mới của game ấy. Và mình biết là nó có cái sự kiện tặng hoa này, với cả mua capsule Squid Game. Đó, với cả tích lũy nạp để đổi thưởng nữa các bạn. Đây, mình có nạp 3 triệu 2 và thì nó cho mình 100 điểm để đổi sự kiện ấy. Cái này thì nó đổi không mất tiền nhá, nhưng mà các bạn phải nạp tiền vào thì các bạn cũng mới có điểm để đổi. Và hôm nay thì mình có thử mình đổi ra một cái cải trang phác hỏa đỏ này. Đó, và một cải trang cụ rùa Zakichun ấy, Zakichun 5 ngày thôi, hai cái này là 5 ngày đấy các bạn nhá. Đó, với cả mình mua capsule Squid Game thì mình có mở lưỡi hai thần chết này, hamburger sâu này. Cái này thì mình nghĩ là nó sẽ không ngon bằng cái đồ ăn kia đâu, bởi cái này nó không tăng cho đệ tử mà. Nhưng mà nếu mà kết hợp được cả hai này thì tốt, nhưng mà theo mình nghĩ là không. Thử nhá. Ok, kết hợp được cả hai này luôn các bạn ạ. Thế thì ngon. Tưởng cái gì như thế này thì ngon quá đúng không? 30 phút liền này các bạn. Rồi mình sẽ đổi điểm nhé. Ngũ hoàn áo xanh này. Búp bê Ariel à? Không ảnh hưởng bởi cái lạnh. À, nó sẽ tăng sức đánh khi mà mình đứng gần những cải trang khác này các bạn này. Nếu mà mình mặc cái này cho đệ tử. Từ từ nhá. Nó tăng cải trang khi đứng, tăng sức đánh khi đứng cạnh cái này. Mình mặc cái này cho mình này. Mình mặc cái này cho đệ tử nữa. Thì đúng nhỉ? 680. Hình như không được tăng đâu các bạn, hình như đệ tử mình mặc không được tăng đâu. Bịp thế. Hơi bịp. Rồi. Rồi giờ mình sẽ đổi thêm cái mới nhá các bạn nhá. À đâu? Không phải, nhầm. Mình sẽ mở capsule Squid Game. Còn cái Rang Gohan là tăng sức đánh 23% này. Nhưng mà nó sẽ không thể mạnh bằng thỏ được. Thỏ này đúng là nó là một cái thứ gì đó gọi là biểu tượng rồi, là rất là ít có cái cải trang nào vượt qua được cái cải trang thỏ này. Chỉ có trước giờ chỉ có cải trang Mị Nương thôi, nhưng mà Mị Nương thì khó kiếm quá. Đây, ngoài ra mình còn có cả con lính bảo vệ tròn này này. Đó, con này thì nó cũng giống như con thỏ thôi. Nhưng mà cái option của nó thì không được. Nó không thể sử dụng chung hai cái này một lúc ấy. Đó. Rồi mình sẽ mở nốt capsule Squid Game nhá. Có cái là bánh hamburger này. Đó, đây là cái này mà cái mà hôm qua mình có thắc mắc này các bạn này. Avatar đeo kính. Rồi. Đó, khi mà mình mặc cái này ấy, thì mình sẽ có cái hình đang đeo radar. Ok chưa? Rồi. Mình sẽ mua thêm capsule Squid Game nhé. Nhìn có vẻ cũng thú vị phết đấy, đúng không? Mở thêm hai viên đi. Đó, sẽ mở ra cái gì? Ui, trời bay này. 15 ngày thôi. 25% tốc độ chạy. Mà tốc độ chạy trong này thì mình thấy nó không có tác dụng gì lắm, bởi vì hầu như người chơi người ta bật cheat, người ta chạy veo 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 rồi. Không tác dụng gì. Rồi nói chung là những cái mới nó chỉ có như vậy thôi. Và chắc là cái thằng Piccolo, cái thằng Namek vừa nãy là nó cũng mở capsule Squid Game giống như mình này các bạn. Ngoài ra thì mình có thể mua bông hoa ở cửa hàng và tặng cho những cái ông thầy ấy. Đó, và ông ấy sẽ tăng phúc lợi cho cả server luôn. Thôi, không lằng nhằng nhá. Mình sẽ đi mở nội tại luôn. Hôm nay thì mình có đi gom được 2 tỷ vàng và 8.000 ngọc. Mình sẽ được mở nội tại nhá. Úi giời, đắt thế. Mở VIP phát. Sức mạnh tiềm năng này. Tự phát nổ, ôi, tự phát nổ ngon phết này. Mà rất rất tiếc là mình không có dùng tự phát nổ các bạn. Khiên 29% này. Biến hình 14%.
Vì ngọc nó đang nhiều hơn nên là mình sẽ dùng 10 đến 80 là mình sẽ dùng ngọc thôi các bạn nhé. Biến hình 14% này. Thứ 6 37% này. Garlic, ui garlic min luôn kìa. Atomic 19 này. Atomic 5 này. Ôi còn đôi tại tăng vàng kia cũng xịn xò phết đấy. Gần mắc luôn kìa. Garlic 9%. Garlic 10%. Atomic 11% này. Biến hình 15% này. Trời ơi, Garlic đâu? Tự phát nổ 49% luôn. Garlic. Chói ạ. Biến hình này. Nhưng mở cái này là một thứ gì đó nó hơi bị tốn kém. Đấm Garlic 14 này. Cao nhất từ nãy giờ. Khiên năng lượng 29%. Tự phát nổ 38% này. Nói chung là ngoài đấm Garlic ra thì mình không lấy cái gì cả. Atomic này. Chói. Sáo ạ. Lại chói. Atomic này. Bắt đầu thấy hơi đen đấy các bạn ạ. Nếu mà đỏ thì mở tầm khoảng 2-3 phát là nó ra thôi. Nhưng mà đen thì mở khó nói lắm. Sao mình ghét mấy cái random nhỉ? Đấm Garlic, ôi 15% cao nhất từ nãy đến giờ luôn. Mày, ôi 16% lại cao nhất từ nãy đến giờ luôn. Cái nuôi tái cũ mình là 22% nhá. Tức là nếu mà bây giờ phải 22 hoặc là 21 đến 21 trở lên mình mới lấy các bạn. Phải lá khoai tây đi. Ôi khoai lang khoai tây tê phiên 19 kìa. Tự phát nổ 34%. Chói ạ. Atomic ạ. Atomic 20% luôn. Xịn nhưng mà không đúng lúc. Tự phát nổ 43 này. Atomic cũng 20% luôn. Xịn nhờ. Trăm ạ. Trời ơi. Mở đéo là sắp hết mẹ tiền rồi các bạn. Mà không sao, mình vẫn còn 6 thỏi vàng dự phòng ấy. Đây này, đó. Có gì hết tiền thì bán đi. Để mở đến mốc 20 triệu là mình đã phải mở bằng ngọc rồi. Những cái mình không cần thưởng nó ra rất là ngon nhá. Khó hiểu thật. Nổ lại tiềm năng sức mạnh 20 ạ.
20 cũng ngon phết đấy. Biến hình 9% này. Huyết sáo này. Garlic 18%. Cao nhất từ vừa nãy đến giờ luôn. Trời ơi. Hết mẹ vàng rồi. Các bạn từ từ nha, để mình bán nốt 6 thỏi vàng cái đi đã. Mở, nếu mà mở tiếp tục mà nó không ra cái gì thì tôi nghỉ. Mà mình cũng không hiểu là tại sao mà nó fix bung thỏi vàng ấy, fix bắc thỏi vàng rồi nhưng mà nó vẫn không cho bán tất cả thỏi vàng một lúc. Đều thật đấy. Thế này anh em bán vàng khá là mất thời gian với AD. Đúng garlic 18% này. Thực ra 18 với 22 nó không khác nhau nhiều đâu. Vì nó chênh nhau có 3% rồi mà. Nhưng mà còn tiền là còn còn mở đúng không? Còn thở là còn gỡ. Đó. Ui, 5% ạ. Má đen. 10%. Làm phát 20% đi. 7%, 9%, 11%, xong lên 15% đi. Trời ơi. Mười hai phần trăm này. 8%. Nốt. Còn tiền là còn mở, còn thở là còn gỡ các bạn. Sao còn tiền là còn mở? Atomic à? Bây giờ cái tường Garlic. Biến hình 21 này ngon chưa? Sắp cạn kiệt tài nguyên rồi. Oh shit. Oh shit. Dead. 7% biến hình. Lại vàng. Oh, còn 7 phát nữa các bạn ạ. Còn tiền là còn mở mà. Cuối cùng nó ra cái này các bạn. Nhìn có chán không chứ. Chán không chứ. Rồi, mình sẽ khô máu vào một buổi sắp tới nha các bạn nhé. Nhất định phải cố gắng kiếm lại được cái nội tại cũ của mình. Rồi, thời gian còn lại chắc là mình sẽ mở cái dương này đi. Cái dương 11 của mình. Mình dư cái gì mà nhiều đấy nhỉ. Mình bán bớt mấy đồ dư của mình đó nha các bạn nhé. Trổi bay 15 ngày thì khỏi cần đi. Bông hoa vứt đi. Không vứt được à? Mình có cái pháo thăng thiên vĩnh viễn rồi nên là khỏi cần phải cái trổi bay nữa. Hamburger này nó có thể sử dụng chung với đồ ăn này nên là rất là ngon.
không bán được luôn kìa. Chắc là phải tặng cho thầy quá, đúng không nhỉ? Để mình lên mình tặng hoa nhá. Rồi mới có đủ chỗ để mở dương được. Ngày xưa ấy, mình nhớ là cái tầm năm 2018 hay 2017 rồi đó. Nó có cái sự kiện là 20 tháng 11 ấy, là tặng hoa. Tặng hoa cho ông thầy, mình cứ đứng gần ông thầy mình chát chữ tặng hoa lên phát thì nó sẽ tăng kinh nghiệm dựa trên sức đánh của mình ấy. Và cái thời đấy ôi hoa nó săn đúng kinh thật đấy. Còn kia nó săn hoa nó up lên, nó up kiểu sale mới, mà nó up sale mới nó đua top. Sợ thật. Mà mấy bọn có tiền nó khác. Rồi, mình sẽ hợp thể vào để test sức đánh của mình cho các bạn nhé. 334.000 này. Burger chưa? Burger rồi này. Cuồng nộ một cái này, xúc xích này. Ok chưa? Thỏ trắng. Lên được 534k đây. Ô, 9 ô chưa đủ á? Vô lý. Đấy. Đây mở dương nó cũng không được gì nhiều đâu. Đó. Rồi mình sẽ cố gắng trong thời gian sớm mình sẽ xem là Ngọc Rồng có những cái gì mới mình thử nhá. À đấy. Quên cả bánh trung thu lên. Úi, bánh trung thu 600k sức đánh này. Ngon chưa? Rồi. Thì thôi chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like nhá. Cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới nha. Bye bye.